Thì hôm nay á mình có mặt ở Mê Linh, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng á. Thì đây là vườn bơ bút với diện tích là 16 hectare bơ bút. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn xem về toàn bộ cái mô hình của cái vườn bơ bút này. Thì có những cây bơ nó đậu trái bằng viên bi, có những cây bơ trái bằng trứng gà, trứng ngỗng, có những cây bơ trái sắp thu. Thì vườn bơ này nói chung là rất là sum suê và đẹp. Trong bên mình đến quay xem hướng dẫn cho nông dân về công tác mà tỉa cành tạo tán. Thì qua công tác mà tỉa cành tạo tán á, ở phần 97 á, thì đây mình sẽ quay các bạn xem về toàn bộ những cây bơ bút trái của cái vườn này. Nói chung vườn này nói chung rất là thích, nói chung mình vô vườn thấy là canh tác của nông dân rất là thích. Thì mình cũng quay cho bạn xem về cái mô hình này, trong trái rất là nhiều, chung là bơ bút đó. Thì hiện trạng vườn bơ này á không phải là bơ trồng nguyên sinh là giống bơ bút, nhưng mà bà con nông dân ở đây trồng là trồng từ gốc thực sinh, có nghĩa là từ cây bơ thường á bắt đầu chuyển đổi ghép vào bơ bút, nên cây rất là khỏe và sung, tỷ lệ bệnh rất là thấp. Trong đó về bệnh mà xì thân thối mủ á, thì hầu như ở cái vườn này mình thấy là không có. Do cái bơ các bạn xem á, đúng không, gốc rất là to này, trái rất là nhiều, thì những lứa bơ này đứng bơ bán được. Thì hiện tại dao động bơ bút ở bên tỉnh Lâm Đồng, hiện tại ở Mê Linh, Lâm Hà như thế này á, thì giá hiện tại cũng đã được 40 đến 45k tại vườn, đó là 2 quả 1 ký. Trung bơ cũng rất là sai, xanh và đều và đẹp. Đây là mô hình 16 hectare bơ bút. Đo các bạn xem về đường trái như thế này, trung trái rất là đều, xanh và đẹp. Thì hiện trạng cây bơ này rất là khỏe và sung, rất nhất là do chăm sóc công tác phân bón của bà con nông dân ta rất là đều đầy đủ. Vườn bơ này trong giai đoạn cũng là nuôi trái non, tỷ lệ lượng đọt của cây bơ này đi rất là thấp, nên dẫn đến tình trạng mà rụng trái non á, trái bằng viên bi á, trứng gà nói chung là chưa có rụng. Mình sẽ đi quay toàn bộ cái vườn bơ này cho các bạn và con xem nha. Thì trong giai đoạn này hầu như bà con nông dân chúng ta giai đoạn trứng gà này á phát đọt rụng rất là nhiều, nhưng mà một số vườn á thì tỷ lệ bà con phun hãm ngọn chặn đọt và chống rụng được á, thì tỷ lệ rụng rất là thấp và khắc phục được hiện trạng rụng đó. Như vườn này mình quay các bạn xem á, nói chung là bơ rất là sum suê đều, xanh và đẹp. Bà con nhớ rằng 16 hectare bơ mình chỉ quay cho con xem được mô phỏng một đoạn thôi, nếu mà đi hết cái vườn này thật sự không rất là xa, rất là rộng, rất là mệt. Mình sẽ đi quay cho con xem một khúc thôi. Thì toàn bộ mô hình này trồng tưới phun sương hết, nhưng mà con lắp hệ tưới rộng hết, nên cho chế độ mà nước non được điều kiện thuận lợi. Với lại cái thứ hai là cái khí hậu bên Lâm Hà này á, Lâm Đồng này rất hợp với bút chúng ta, tỷ lệ đạt năng suất rất là cao. Quay bạn xem không, trái rất là đều, cây rất là khỏe, quay trừ trong thân ra ngoài và con xem. Những cái vườn bơ này đều về công tác mà tỉa cành tạo tán á chưa có phù hợp, nên mình cũng đi từng cây hướng dẫn cho nông dân về công tác mà tỉa cành tạo tán cho nó hợp phù hợp với cây bơ bút trong giai đoạn mà làm hoa đậu trái, cho nó thông thoáng cây, nó nuôi dinh dưỡng vào trái để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng và rụng trái hàng loạt, hay là cây cối nằm tùm và xích nó ẩn nấu, còn trùng chích thuốc và nhiều nấm bệnh xảy ra. Thì vấn đề đó hầu như mình nói rất là nhiều cho con xem rồi, hầu như nói về clip mà làm cành tạo tán á, nói ở những vùng những clip khác nhau mình nói cũng rất là nhiều về các chi tiết và thực tế. Thì clip này mình quay chính là con tham khảo về mô hình 16 hectare bơ bút là chính, và công tác mà chăm sóc thì mình cũng chia sẻ với con nhiều rồi. Thì mỗi clip bà con có những cái phương án và những cách chia sẻ của mình riêng cho bà con. Còn thấy không? Bơ bút này trái rất là nhiều, sum suê và sai rất là đẹp. Mình sẽ quay cho các bạn xem về toàn bộ trái. Cái đây hiện trạng mình quay vào ngày 17 tháng 6 2019 nha bà con. Nhưng trái rất bóng đều, xanh và đẹp. Hiện tại thì thương lái họ mua với giá hiện tại là 45.000 một ký. Thì hiện tại giống bơ bút và bơ 034 á trên thị trường rất là chuộng, hầu như giống bơ đó là thị trường rất là mạnh. Còn thấy không, cây bơ này cũng xanh tươi tốt, trái rất là nhiều, lượng đọt đi rất là thấp và ít. Vườn bơ này chỉ có một điều là không thông thoáng thôi, các bạn thấy trái không, rất là nhiều. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi tất cả các video bên trái cây thời mùa đó lắm. Thì có cái gì thắc mắc bà con có thể gọi điện thoại, số điện thoại dưới mình sẽ tư vấn cho bà con. Còn lại thì mình đi quay toàn bộ vườn cho các bạn xem, nhưng mình chỉ quay một đoạn trong cái vườn thôi nha, còn lại hầu như trong vườn này có rất nhiều cây rất là sai,
Và trái cây nào cũng đều trái cũng lớn hết á. Mình đi bộ nên nó hơi xa nên mình chỉ quay cho bà con xem được một mô hình ngắn ở trong giữa cái vườn này thôi. Còn lại toàn bộ vườn á thì mình sẽ hẹn bà con dịp khác mình sẽ quay toàn bộ vườn về 16 hectare bơ bút này, hiện tại đang cho trái, đang trái bằng viên bi nha bà con. Thì về với công tác này thì mình nói sơ bà con về việc chăm sóc. Thứ nhất là con phun thuốc sâu côn trùng chích thúc, vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phun thuốc dưỡng trái chống rụng trái. Cái thứ ba là phun thuốc nấm bệnh. Cái thứ tư nữa là bà con phun cho mình cái dưỡng bệnh vô dưỡng trái. Đó là những cái vấn đề mà yêu cầu cho bà con. Về phân bón thì giai đoạn này bà con cũng tập trung, có thể cây nào nuôi trái nhiều bà con có thể bón NPK cho mình, rồi hàm lượng đạm thấp và kali thấp, lăng cao. Và phân bón thì bà con có thể bón cho mình vi sinh, rồi vi lượng, chung vi lượng á, sắt, kẽm, magie, bo, canxi. Thì tùy vào tán cây bà con có thể bón cho mình những cái lượng phân thích hợp. Nghĩa là cây nào tán nhỏ thì bón có 1/2 ký, tán lớn thì bón 1 ký, tán lớn nữa bón 2 ký. Nó tùy vào năm tuổi, tùy vào tán cây bà con có thể những cái lượng phân bón khác nhau cho mình nha. Vườn này nói chung là nông dân chăm bón rất là đều và kỹ càng, cỏ cũng thường xuyên phát. Đó, mình sẽ đi từ từ, nói chung là 16 hectare là đều như nhau hết, cây nào cũng có trái cho các bạn, đều núp trong thân á, bơ bút lá lâm tùm quá, mình đi quay nên là phải vô trong thân mới thấy trái được. Những cây nào trái rất là sai. Này mình thời tiết nó hơi khắc nghiệt nên mình quay clip nó hơi nhanh nên bà con thông cảm nha. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi video bên mình. Thì xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi bên trái cây thêm mùa lắc. Mình sẽ sớm quay thêm những video và những giống bơ khác, và những giống bơ bà con hiện tại đang trồng và những kinh nghiệm khác nhau cho con. Xin cảm ơn bà con ạ.